là khoảng giấc nào hả chú? 6:30 tối là giờ đó cao điểm của nó. Dạ. Về tới nó về thì nó bay rồi nó đậu vô trong mấy ngày nắng. Dạ. Con nào về sau thì nó bay vòng vòng. Trời ơi, vậy rồi mấy cô mấy bữa mà nó đông quá rồi mấy cô sao ngồi bán gì được? Chánh nè, chánh nè nó. Sau lưng mình kìa, nhìn kìa. Nè, ôi bữa nào là con quá. Cái này là hàng ngàn con luôn á. Thấy làm chịu đi. Cái lòng này nó có tác dụng mình. Gì đâu mà nó đậu ghiếp mà sơ sát cái cây vậy luôn hả? Trời ơi. Dạ, giật mấy vậy mà nó đỡ hơn. Dạ. Cô chú anh chị mình thấy ở trên cái bảng của một cái tiệm vàng ở gần đây nè, là những cái vết này, những cái vết trắng trắng mà ở trên tấm bảng đầy hết trơn này là sau khi cái đàn én nó đi qua là nó để lại những cái bãi phân ở trên đầy hết trơn trên những cái bảng. Nhà bác ở đâu thì mình không có biết. Đậu ở đây là người ta không giết bác mà không lại cho bác rồi. Cô chú anh chị mình đã từng gặp cảnh tượng như thế này bao giờ chưa? Để là bình luận cho em biết nha. Kìa, nó đáp vô cái cây bên hông tượng ông Nguyễn rất là đông luôn nè. Cô chú anh chị các bạn thân mến, hiện Nam đang có mặt ở tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Và ngày hôm nay là vị trí của Nam đang đứng là phía sau Nam là ngôi mộ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, mà tất cả người dân rất là tôn kính và gọi với cái tên thật là thân thương là ông Nguyễn hay cụ Nguyễn. Cô chú anh chị mình biết đó là anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hay còn gọi là ông Nguyễn là một vị anh hùng trong lòng người dân rất là tôn kính, và lẫn ở trong đạo thì vô cùng tôn kính ông, tôn xưng là bậc thượng đẳng đại thần. Ông được biết là một người trung hiếu vẹn toàn và nổi tiếng với câu nói bất khuất trước giặc xâm lăng, bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tay. Và nhà thơ Quỳnh Mẫn Đạt đã có hai câu tưởng nhớ ông: quả hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khiếp quỷ thần. Dạo gần đây thì bỗng đâu xuất hiện một đàn én hàng ngàn con. Ban ngày thì chúng đi đâu không biết, nhưng chiều tới khoảng tầm 5 giờ mấy tới 6 giờ chiều thì lại đổ về, bay về, đậu rất là nhiều ở khu quanh tượng anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Và cũng chính nơi đó là cái nơi mà ngày xưa triệu triệu người đã đổ lệ khóc thương vị anh hùng dân tộc, vì nơi đó chính là cái nơi mà ngày xưa Pháp đã đem cụ Nguyễn tới đó để mà xử chém. Cũng có một số bà con thì cho rằng đàn én đó mang lại điềm lành, bởi vì đất lành thì chim đậu, mang tới một điềm gì đó may mắn cho vùng đất Kiên Giang Rạch Giá. Cũng có một số bà con thì cho là nên xua đuổi cái đàn én đó đi, tại vì nó tới nó phóng quế rất là nhiều và gây trở ngại cho bà con ra ngoài công viên chỗ tượng đài của ông Nguyễn đi tập thể dục, đi tham quan đó. Cho nên là một bên đó thì có chiều hướng tích cực, còn một bên đó thì tiêu cực, thì không biết là như thế nào. Em mời cô chú anh chị các bạn sẽ cùng đồng hành với em ở video này ha. Nhưng mà trước khi á mà mình đi qua bên cái chỗ công viên tượng đài của ông Nguyễn á, để mình xem cái đàn én nó như thế nào, thì em mời cô chú anh chị ghé ngang đình thần và ngôi mộ của ông để mình viếng ông, mình kính lễ, mình thắp nhang, mình tưởng nhớ anh hùng dân tộc. Mình tham quan một vòng ở đình xong thì đợi tầm chiều chiều khoảng 5 giờ cho tới 6 giờ chiều thì khi bẻ án nó về em sẽ ghi hình cho cô chú anh chị mình xem ha. Giờ thì đầu tiên thì mấy anh chị em mình sẽ tham quan cái ngôi mộ của cụ trước,
rồi mình sẽ đi dài qua bên đình ha. Đây là ngôi mộ của ông nha. Ngôi mộ rất là đơn sơ, nhưng mà vào thường ngày thì cũng có rất là nhiều bà con tới đây để mà kính ngưỡng, để cúng ông á cô chú anh chị. Hầu như là ai về Rạch Giá Kiên Giang thì cũng ghé ngang đình thần Nguyễn Trung Trực để thắp cho ông một nén hương, tỏ lòng tôn kính với một vị anh hùng dân tộc bất khuất trước quân xâm lăng. Ở phía trước thì có một cái lư hương rất là to, để bốn chữ là Bảo Quốc An Dân nè. Đặt viên đá đầu tiên xây mộ cụ Nguyễn Trung Trực ngày 18 tháng 10 năm 1986, gồm có các đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Lâm Văn Hê, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Lâm Kiên Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. À, cô chú anh chị mình thấy ha, ngày mà đặt viên đá đầu tiên để xây dựng mộ cụ Nguyễn là cũng có các nhân vật cấp cao của nhà nước vô tham dự. Đó là xung quanh cái mộ của ông. Bây giờ thì mình sẽ tiến dài dài qua bên cái ngôi đình của ông ha. Đây là phía trước. Phía trước đình của chú anh chị mình thấy có một cái tượng của ông đứng mặc áo dài nè, bịt khăn đóng xưa nè, trong cái tư thế rút gươm giết giặc rất là bất khuất. Bây giờ thì trong khi mấy anh chị em mình đi tham quan đình thì em cũng mời cô chú anh chị các bạn nghe lại lịch sử của ông, tức anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Và em kính mời cô chú anh chị cùng lắng nghe. Quan Thượng Đẳng Đại Thần là ngài Nguyễn Trung Trực. Ông sanh năm 1837 tại tỉnh Bình Định, trung phận Việt Nam, trong một gia đình chài lưới ở cặp bờ biển. Con của cụ Nguyễn Trung Thăng. Cũng có thuyết nói tên ông là Chơn hay Lịch, Quảng Chơn, Quảng Lịch, ở tỉnh Tân An, Nam Phần. Song vì bà cụ mẫu thân ông nói tiếng hơi cứng nên xác định quê ông ở Bình Định đúng hơn. Vì thụ quân Pháp nên gia đình ông và số người đồng hương di cư vào Định Tường, Nam Phần. Trong đoàn có cụ quản cơ Lê Đình Dạng đứng ra chiêu tập nghĩa binh trên 200 người chực chờ đánh Pháp. Sau vì già bệnh, cụ Dạng giao binh quyền cho ông Nguyễn Trung Trực. Từ đấy ông lập được nhiều chiến công oanh liệt như sau. 1. Ngày mùng 10 tháng 4 năm 1861, Thủy sư Đô đốc Chagner cho quân đổ bộ lên bờ sông Bảo Định. Chính cụ Nguyễn điều động nghĩa binh tiêu diệt hơn 30 binh sĩ Pháp và tên chỉ huy Bonder bị hạ ngay tại chỗ. 2. Ngày 22 tháng 6 năm 1861, tướng Poulain Vian tiến đánh Định Tường, bị cụ Nguyễn dùng kế không thành, đánh tướng Poulain trọng thương và quân Pháp chạy bán sống bán chết. 3. Kế tiếp, quân Pháp gom toàn lực bao vây đồn Thuộc Nhiêu. Cụ liền phân binh trong một đêm đánh triệt hạ 7 đồn binh của chúng. 4. Ngày 11 tháng 12 năm 1861, ngài dùng hỏa công đánh đốt chiếc tàu Esperance tại dạm sông Nhật Tảo. Ngọn lửa cháy ngất trời cả một khúc sông. Chính cụ chém được đầu trung tá Bạc Phe, xách lên bờ cho dân chúng xem. 5. Đêm ngày 5 tháng 6 năm 1866, ngài tiến đánh đồn Kiên Giang Rạch Giá, giết được 5 võ quan Pháp và 67 lính Tây, bắt sống 6 tên, đoạt được 100 khẩu súng và vô số đạn dược. Sau cùng, bị số người theo Pháp bày mưu bắt mẹ ngài và cả trăm đồng bào giam giữ, chúng buộc ngài ra mặt mới trao trả. Bây giờ, ngài thấy cuộc kháng Pháp không thể kéo dài thêm nữa, vả lại cần cứu sống hàng trăm nạn nhân, nên ngài giải tán nghĩa binh rồi tự trói mình ra nạp cho Pháp để chuộc mẹ và số đồng bào ra. Quân Pháp dùng đủ cách dụ hàng, nhưng không lay chuyển được lòng trung nghĩa của ngài. Cho nên,
họ đem ngài ra hành quyết vào ngày 28 tháng 8 năm Mậu Thìn, tức ngày 27 tháng 10 năm 1868. Trước khi tử hình, ngài có làm bài thơ tuyệt mệnh, lời lẽ khí khái và thống thiết như sau: Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu giang đẫm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, báo hận thâm cừu bất đái thiên. Thi sĩ Đông Hồ dịch: Theo diệt binh nhung tự thuở trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chan chan chẳng đổi trời. Sau khi ngài bị pháp hành quyết, lòng trung thực của ngài thấu đến triều đình nên được vua Tự Đức phong cho danh hiệu Nguyễn Trung Trực, còn thiên đình thì phong cho ngài làm thượng đẳng đại thần. Hiện giờ đền thờ chánh của ngài tại xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh Kiên Giang, Rạch Giá. Về công nghiệp của ngài, sau này cụ Huỳnh Mẫn Đạt có viết hai câu đối: Quả hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần. Trong một bài thơ có đề cập đến quan thượng đẳng đại thần do Đức Thầy sáng tác năm Canh Thìn 1940 với tựa đề Lý Lịch: Thượng thẩm đạo màu nẻo cao sâu, đẳng đẳng hãy làm chớ để lâu, đại pháp vô vi là chân lý, thần làm trọn vẹn khỏi lo âu. Thẩm xét bài thơ trên, thấy hàm dung bao ý nghĩa chứng minh rằng ngài Nguyễn Trung Trực theo Đức Phật Thầy chuyển kiếp độ đời qua bốn chữ khoáng thủ: chư quan cựu thần. Chư là chỉ số nhiều, quan cựu thần là các vị quan văn võ trung can nghĩa khí, tận tâm bảo vệ tổ quốc. Đây chỉ cho các quan cựu thần từ hồi lập quốc Hùng Vương tới giờ đã được ghi vào lịch sử. Đức Thầy bảo: Dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Và Đức Quyền Giáo Chủ cũng còn dạy trong những trường hợp nguy nan hay hoạn nạn, nên niệm danh hiệu của ngài thì chắc chắn được ngài bảo hộ. Xin trân trọng kính mời quý vị và chư quý đạo hữu lắng nghe Lược Sử Anh Hùng Dân Tộc, quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực, diễn đọc Tuấn Anh và Ngọc Minh. Ông Nguyễn Trung Trực. Ông tên Nguyễn Văn Lịch, cũng gọi Quảng Lịch, sanh trưởng trong một gia đình chài lưới ở tỉnh Mỹ Tho. Từ bé đã mồ côi cha, lớn lên theo nghiệp võ, làm đến chức quản cơ. Sau khi chiếm ba tỉnh miền Đông, quân Pháp tiến binh đánh miền Tây. Tháng Giêng năm Kỷ Mùi 1859, tức năm Tự Đức 12, quân Pháp đem binh vào cửa Cần Giờ và ngày 15 tháng 12 năm ấy dây thành Gia Định. Tiến đến đâu, giặc Pháp giở trò giết hại, cướp giật. Lòng công phẫn của dân lên đến cực độ. Những nhà ưu quân ái quốc quyết chí đứng lên chiêu binh chống Pháp. Sĩ dân trong nước nhiệt liệt hưởng ứng Cần Dương. Ở Gò Công thì có Phó Quản Cư Trương Công Định. Ở Đồng Tháp thì có Thiên Hộ Dương, tức Võ Duy Vương, phất cờ khởi nghĩa. Đau lòng trước cảnh cửa nát nhà tan, đồng bào đau khổ. Ông hiệp cùng bạn là ông Nguyễn Văn Cầm chiêu tập nghĩa binh, áp dụng chiến thuật du kích đánh Pháp. Ngày 10 tháng 4 năm 1861, ông đem nghĩa binh đánh vào thuyền Pháp, giết chết tên thuyền trưởng Bourdais và 30 bộ hạ. Khi bọn này đổ bộ đi ruồng bố dùng Bảo Định Hạ. Ngày 11 tháng 12 năm 1864, ông đem binh quả công chiến thuyền Espigon tại Vàm Nhật Tảo Tân An, tiêu diệt cả địch quân, bêu đầu tên trung tá Bạc Phe. Trên lịch sử kháng chiến, trận Nhật Tảo là một kỳ công hy hữu, vì rằng ông là người đầu tiên hạ được chiến hạm địch bằng một chiến thuật dùng thế yếu của du kích,
thắng được thế mạnh của Đại Bác Thần Công. Vua Tự Đức được tin, bèn ban chiếu tuyên dương công trạng. Tiếp theo đó, ông không dứt đánh phá đồn địch ở Thuộc Nhiêu, Thủ Thừa, Bến Lức, Mỹ Hanh, Phước Lý, Long Thạnh, Phú Lâm, Bà Hom. Lúc bây giờ, Trương Công Định đang chiến đấu ở Gò Công. Mặc dầu sau khi ký hòa ước năm 1862, quân Pháp thừa cơ tăng cường quân lực rất mạnh, Trương Công Định vẫn hăng say chiến đấu. Chẳng may, ông lầm mưu quân Pháp nên bị bắt giết trong đêm năm 1864. Cũng trong thời gian đó, Thủ Khoa Huân bị bắt và bị đày sang đảo Réunion. Hàng ngũ kháng chiến của Thiên Hộ Dương bị tan rã trong trận tấn công tháng 4 năm 1866 của quân Pháp vào Đồng Tháp. Khí thế kháng chiến ở miền Đông cơ hồ tiêu hoại. Bị cô thế, ông Nguyễn Trung Trực bèn di binh về miền Tây. Binh sĩ thì cho đóng ở Tà Niên thuộc tỉnh Rạch Giá, còn ông thì náo nơi gia đình họ Lâm tại Mỹ Hội Đông thuộc tỉnh Long Xuyên. Gia đình này đã quy y theo giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương khi Đức Phật Thầy ra đời ở Xẻo Môn. Có lẽ trong thời gian ẩn trú nơi một gia đình theo môn phái Phật Thầy mà ông đã quy ngưỡng theo giáo pháp tu nhân học Phật. Từ ngày về tá túc ở gia đình họ Lâm, ông thường mặc nâu sòng và lâu lâu ngồi thuyền lên cù lao nhỏ ở Bình Thạnh Đông thăm Đức Cố Quảng. Sự liên lạc với đệ tử Phật Thầy cũng như cách phục sức mộc mạc như một tín đồ nhà Phật đủ biểu lộ chí hướng ông đã nghiêng về giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Ông sống rất đạm bạc, mỗi bữa cơm chỉ dùng không quá một con khô sặc. Chú thích, theo lời ông Cả Mười trong Gánh Họ Lâm lúc sinh tiền kể lại. Hình dốc ông mảnh khảnh, nhưng võ nghệ của ông cao cường, tinh thần rất khẳng khái. Khi gặp ông lần đầu tiên, xuyên qua tướng mạo nho phong của ông, Phan Khắc Thân, tổng đốc An Giang lúc bấy giờ không khỏi hiểu lầm. Ông điềm đạm ứng đáp: "Nước có loạn, người tôi trung được đánh giá xuyên qua hành động giết giặc cứu nước nhiều hơn cân đai trật phẩm của trào đời. Với dân cư là như thế, còn như với tướng sĩ, cái dũng, cái trí, cái nghĩa khắc phục người chiến hữu nhiều hơn là tiếng hò hét dõng dạc." Câu này đủ nói lên khí phách bất khuất của ông. Để đối lại chí hèn yếu của tổng đốc Phan Khắc Thân, trước áp lực đành giao nạp cụ Thủ Khoa Huân cho Pháp. Mặc dù ẩn náu ở Mỹ Hội Đông, ông vẫn liên lạc và thường đến huấn luyện đôn đốc việc chiêu binh mãi mã tích thảo đồn lương ở Tà Niên. Tình ông Nguyễn Văn Cầm bị giết tại đồn Kiên Giang thúc giục ông sớm toan hành động. Sau khi hợp quân tại Tà Niên, ông đem binh cả phá thành Kiên Giang và hạ được thành này trong một trận giao phong ác liệt. Trên lịch sử kháng chiến, ông ghi thêm một chiến công hiển hách. Nhà văn Huỳnh Mẫn Đạt cũng là một chí sĩ đương thời đã tán thán công nghiệp của ông trong hai câu: "Quá hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bà Kiên Giang khắp quỷ thần." Đạt đồn thì dễ, giữ đồn mới khó. Không đầy một tuần, quân tiếp diện của Pháp kéo đến. Liệu yếu thế, ông rút binh sang đảo Phú Quốc và được hai nhà hào phú ở đây là Tổng Điền và Xã Ngợi hỗ trợ. Ông chống cự với Pháp mấy ngày mấy đêm, trong lúc bà Nguyễn Trung Trực lâm sản, nhưng vì thiếu săn sóc nên kiệt sức bỏ mình. Đứa con sanh ra thiếu sữa cũng chết theo mẹ. Tình cảnh ấy không làm cho ông nản chí chiến đấu. Bọn thực dân bèn sai lãnh binh Tấn tìm cách dụ hàng. Không tìm ra tung tích, Tấn bắt mẹ ông và tra tấn dân làng Dương Đông, bảo phải chỉ nơi ông trú ẩn. Nghe tin dân thọ khổn, ông chi xiết đau lòng. Liệu thế không cưỡng lại được định mạng khắc khe, nên ông ra nạp mình để xử tròn câu hiếu nghĩa.
giặc Pháp điệu ông về Sài Gòn, dùng mọi cách khuyên dụ, nhưng ông một mực chối từ tất cả mọi sự mua chuộc, hiên ngang nhận lấy cái chết để giữ toàn khí tiết. Ngày 27 tháng 10 năm 1868, quân Pháp đem ông ra hành quyết tại Kiên Giang do một tên thổ làm đao phủ, vì người Việt không ai chịu lãnh việc làm bạc nghĩa điếm nhục ấy. Trước giờ hành quyết, ông còn làm một bài thơ tuyệt mạng đầy chí khí. Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu giang đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bảo hận thâm cừu bất đái thiên. Theo việc binh nhung tự thuở trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận chan chan chẳng đổi trời. Ông dõng dạc bước lên pháp trường, nghển cổ bảo người thổ chém một nhát cho ngon tay. Lưỡi đao của thủ phủ vừa bay qua, đầu ông đã rơi, nhưng hai tay vẫn chụp lấy đặt lại như cũ, rồi thân mới từ từ ngã xuống. Cái khí phách ấy làm cho mọi người cảm phục. Trong một bài thơ điếu, ông Huỳnh Mẫn Đạt có câu: anh hùng cường cảnh phương danh thọ, tu sát đê đầu dị tử nhân, anh hùng cứng cổ danh còn mãi, thẹn chết bao nhiêu lũ cúi đầu. Trong cuộc hành quyết này, có người tự dẫn theo để tỏ lòng trung nghĩa. Được tin ông chết, vua Tự Đức dạy làm lễ truy điệu có câu: úy bỉ ngư nhân, hùng tài quốc sĩ, quả nhật tảo thuyền, đồ kiên giang lũy, định khái đồng cừu, thân tiêm tự thỉ, quyết thực thiên thu, chương ngã trung nghĩa. Thân ông dầu mất, khí hùng vẫn còn sống mãi với non sông. Dẫu không thành công, cái chết của ông là một ngọn lửa thiêng nung nấu trong lòng dân Việt. Tinh thần bất khuất, luôn luôn vì nước quên mình, quyết chống xâm lăng, không để quân thù dạy đất tổ. Ông có thể sánh với Quang Thánh bên Trung Hoa về chánh khí, về tiết nghĩa, gồm đủ cả dũng, trí, nhân. Về đức dũng, ông vẫn chịu mọi sự đau khổ và thắng mọi nỗi gian lao, không khuất phục trước bạo quyền, không mềm gan trước mùi chung đỉnh. Về đức trí, ông có đủ mưu lược để hỏa công Tàu Pháp tại Nhật Tảo và hạ thành địch tại Kiên Giang, không bao giờ bị lầm mưu của giặc. Về đức nhân, ông đã thấy cụ Phan Thanh giảng: nếu chiến thì sẽ mất luôn cả, mà lại thêm phí uổng máu xương của dân Việt. Nên ông chọn con đường sát thân thành nhân. Ngoài ra, ông còn được lòng hiếu. Tuy không sánh kịp gương vua Thuấn, chớ cũng có thể với bàn cử ngang hàng. Do đó, người đời gọi ông là Nhạc Phi của nước Việt. Sở dĩ ông được dường ấy đức tánh cao quý là nhờ thấm nhuần điều tứ ân hiếu nghĩa của giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Nam Mô A Di Đà Phật. Liên á, trước khi ở một hành hình đó, người dân ta nên nấu mâm cơm. Rồi mâm cơm là cũng như là gỗ rồi dưới cơm gì đó, cơm cũng như là bình dân thôi. Rồi trước khi giặt hết giặt đầu ông á, thì người ông nói đầu không cho rơi xuống đất, máu ăn thành thịt. Có nghĩa là khi ông bị hành quyết rồi, dạ, máu của ông chảy dạ trên chút xíu đó kết dạ thành một chữ thọ. Dạ. Và ngày hôm nay ở trong nhà viện bảo tàng này vẫn còn lưu giữ lại. Dạ. Dạ, cô chú anh chị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi chúng ta đã cùng nhau, mấy anh chị em mình vừa tham quan lễ bái đình thần của ông Nguyễn Trung Trực và nghe lại lịch sử của ông. Còn bây giờ thì em mời cô chú anh chị các bạn sẽ cùng em chúng ta cùng di chuyển ra bên ngoài công viên
nơi Pháp ngày xưa xử trảm ông, và bây giờ là đang có một đàn én trên ngàn con trở về bên xung quanh tượng ông. Không biết đây là hiện tượng gì, em mời cô chú anh chị các bạn cùng đi ra công viên với em nha. Bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi cô chú anh chị. Trên đường em chạy qua bên công viên chỗ tượng đài của ông Nguyễn đó, thì ở dưới chân cầu 3 tháng 2 và đây cũng là ở ngoài chuẩn bị đi ra cửa biển nè. Cô chú anh chị mình thấy giờ này là có rất là nhiều chim, chim hải âu. Nó bay lượn ở gần cái cửa biển này hầu như là mấy trăm con luôn cô chú anh chị ơi, rất là nhiều luôn nè. Đó, nó xa xuống nó bắt cá kìa. Một cảnh tượng vô cùng đẹp luôn á. Xa xa ngoài kia còn rất là nhiều luôn, đây là dài ra cửa biển là cả ngàn con á, chứ không phải là mấy trăm con đâu. Sẵn đó thì em ghé ngang đây em ghi hình cái khung cảnh tuyệt vời này cho cô chú anh chị mình xem. Rồi một xíu nữa em sẽ đi qua công viên sau. Ôi ơi, nó bay nè. Mình nhìn ở ngoài mình mới thấy nó đẹp như thế nào cô chú anh chị. Ở đây thì trong màn hình chắc có lẽ là cũng bị hạn hẹp một chút xíu, cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Và không biết sao mà mấy ngày nay chim về rạch giá Kiên Giang rất là nhiều luôn nha. Cô chú anh chị mình biết ngoài chim én là bây giờ em thấy là có những cái con hải âu nữa nè. Ôi ơi, cảnh tuyệt đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ qua bên khu vực tượng đài ông Nguyễn ha, ghi hình cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây cô chú anh chị, những cái lon người ta làm để buộc lên trên những cái cây nè, để khi mà đàn én nó về đây nó đậu là người ta sẽ có một cọng dây người ta rung cho nó bay đi. Chứ bây giờ là bà con ở đây có một số chia sẻ là chịu hết nổi, tại vì nó phóng quế quá nhiều đi. Đây là những cái lon nha, người ta treo để khi mà én nó đậu nhiều quá là người ta sẽ rung mấy cái lon này cho nó quản hồn nó chạy đi á cô chú anh chị. Dài dài cây thì người ta treo rất là nhiều luôn nè. Đây như cô chú anh chị mình thấy ở trên cái bảng của một cái tiệm vàng ở gần đây nè, là những cái vết này, những cái vết trắng trắng mà ở trên tấm bảng đầy hết trơn này là sau khi cái đàn én nó đi qua là nó để lại những cái bãi phân ở trên đầy hết trơn trên những cái bảng của người dân. Thành ra người ta cũng rất là bức xúc. Cô chú anh chị mình có thể thấy ha. Đây còn đây là những cái trụ ở những cái cây xanh ở xung quanh công viên Nguyễn Trung Trực nè. Cô chú anh chị mình thấy từ màu xanh mà bây giờ nó thành màu trắng luôn, do những cái bãi phân của những con chim én nó để lại cô chú anh chị. Đầy hết luôn nha, quá chừng rồi. Bởi vì có một số bà con cũng bức xúc là phải. Cái cây màu xanh mà nó thành sang màu trắng luôn nè. Rất là nhiều phân. Buổi chiều thì ở đây thường đúng ra là rất là nhiều bà con người ta đi tập thể dục nè,
rồi buôn bán những cái đồ ăn vặt, và bán vé số cũng có, bán nước cũng có. Bởi vì công viên này giấc tối thì rất là đông người dân và du khách, có một số người thì người ta ra đây người ta cúng ông Nguyễn nữa. Nhưng mà từ khi mà bài án này về thì hầu như bà con bớt hẳn đi, là tại vì nó về đây quá đông và nó phóng quế quá nhiều đi. Đây là tượng của ông Nguyễn nè, ở ngoài công viên. Giờ này cũng tầm chiều chiều rồi, thì có một số bà con đi về ngang cũng có, dân địa phương, người du lịch cũng có, đi về đây bắt đầu người ta ghé ngang công viên thắp cho ông một nén hương. Phía dưới đường, cô chú anh chị mình có thể thấy ở những cái bãi phân của những con én nó để lại còn rất là nhiều ở đây. Mình nhìn thấy trắng giả ở trên công viên hết luôn á. Kìa, dài dài ở trên mấy cái cây. Mấy cái đó là phân của mấy con én nó để lại không hả cô? Trời ơi, cô từ khi mà nó về đây tới giờ bộ đông lắm sao mà con thấy mấy cái cây quá chừng phân cô? Không có kìa, cuộc dây nó đủ đi đó. Vậy là đã cuộc dây là đuổi đi bớt rồi. Nhưng mà dạ, từ khi mà nó về như vậy đó thì nó có gây trở ngại gì cho công việc buôn bán của bà con mình đây không cô ha? Nó ỉa ha. Trời ơi, vậy rồi mấy cô mấy bữa mà nó đông quá rồi mấy cô sao ngồi bán gì được? Cảnh nè. Cảnh nè nó. Trời ơi. Đó rồi mình xích ra ngoài chút. Dạ. Nó bay nó ỉa chứ không phải là nó đậu mà nó ỉa, nếu nó đậu nó ỉa là nó ỉa trong đó. Dạ. Nó bay ngang nó ỉa đó. Đó. Dạ. Như vậy thì nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới bà con. Dạ. Như theo như cô là một người dân ở thành phố Rạch Giá thì cô thấy cái bài án này về đây đó thì cô vui hay là cô có bức xúc gì không? Nó hôi quá chị cũng nổi với em rồi. Chị hôi ha. Dạ. Ồ, giờ này chú cũng chuẩn bị dọn hàng hả chú hả? Dạ, cho bà bán. Dạ. Dạ. Con nghe nói là hình như là đã bắt hết một mớ rồi hả bác hả? Cây bắt thì mình không thấy. Dạ. Mình không biết được nữa không? Còn nếu đậu ở đây không ai bắt hết rồi. Dạ. Còn bắt ở đâu thì mình không có biết. Còn đậu ở đây là người ta hay giết bán mà không ai cho bắt rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì mỗi buổi chiều là tầm khoảng mấy giờ nó mới về bắt? Đây nè chú. Chúng nữa là giờ cỡ giờ 6 giờ chưa tới giờ. Là bây giờ nó còn nhiều như lúc trước nữa không bác? Vậy thôi. Chúng nữa đây nè mà cỡ chừng 6 giờ đây này, chút nữa nó bay về cho chú đứng nó mặc sức chú quay. Dạ. Nó cũng gọi nguyên vậy đều mất mát rồi, nó mất mát ở đâu mình không biết. Dạ. Nhưng mà nó về đây là cây nào nó cũng đậu ở đó, đậu giết rồi trò lõi luôn đi. Lá nó trò lõi luôn. Đây nè. Cả dưới điện đó là chỗ đậu, nó đậu ngang đó đó. Con tấm bản ngang lộ đó, cái đậu đó đó. Dạ. Con cảm ơn bác nha. Không có gì. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn bác nhiều nha. Dạ, con chúc bác buôn bán đắt. Dạ. Nếu vậy thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều tới bà con ha chú ha. Không, không có ảnh hưởng gì. Đây tầm khoảng mấy giờ thì người ta đi ra ngoài công viên này đông hả chú? Cái đó mình không có biết được, người ta cảnh người ta đi đâu chứ. Dạ. Nhưng mà cái giác mà khoảng mấy con én này nè, nó về là đông nhất là khoảng giác nào hả chú? 6 giờ rưỡi tối là giờ đó cao điểm của nó. Dạ. Nó về thì nó bay rồi nó đậu vô trong mấy ngày nắng. Dạ. Con nào về sau thì nó bay vòng vòng hết. Rồi nó gom lại đó, rồi lúc này có bên nhà trường nó đuổi đỡ về đâu chứ không có chắc. Dạ. Như giờ nó đậu đặc quá thì mình lại mình nắm cái dây mình gung gung. Bay bớt vậy thôi. Bay bớt xíu nó lại đậu nữa.
Theo như một số bà con á, thì người ta nói là cái vùng đất này là như là cái linh địa, đất lành, cho nên chim nó mới kéo về nó đậu. Còn cũng có một số bà con thì lại khác. Cũng đâu có ấy được, nó về nó đậu, mình cũng không có biết. YouTube. Dạ, dạ đúng rồi. Tại vì nghe bà con chia sẻ quá trời đi. Em ở Long Xuyên nè. Dạ đúng rồi. Chào chút xíu đi, con dòm con thấy nó lừ ở chân luôn á. Dạ. Tại vì đất lạnh thì chim nó về nó đậu á. Dạ. Chút có cái đoạn ô tô lại rước đuốc nè, con quay luôn. Vậy hả? Rước đuốc ngay chỗ ông luôn. Đây nè. Dạ 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 rồi, chút cũng ghi hình. Dạ. Dạ ok anh, ok anh. Nhưng mà này mới tập dượt nha. Dạ. Cái bữa 10/29 lên. Dạ. Tối giờ này á. Dạ. Chút cái đoạn nó lại cái nó đốt nha, nó tập dượt á. Ở trong sân động tỉnh gió. Hồi nãy con nghe một số cô bác ở đây chia sẻ là có bắt hết một mớ rồi, có bắt không chú? Cái đó là bắt ban đêm này kia mình không biết đâu, tại mấy chú trực tới chín mấy chú nghỉ rồi. Dạ. Lúc khuya chưa giờ sớm vậy đâu dám bắt đâu. Dạ. Bên trật tự an ninh đi ngang nó thấy rồi nó bắt nó phạt á. Vậy là cũng như là khuya có ai rồi nó mình nó bắt. Chủ yếu nó bắt rồi đi bán lợi cho mấy người ta phóng canh đâu chứ. Dạ. Uống gì nó có chút kéo gì à. Dạ. Coi như là chính quyền ở đây thì bảo vệ cái đàn án này. Dạ. Kiểu gặp rồi la nhắc nhở nó vậy đó. Rồi ví dụ như tại vì đêm hôm mà có ai ở đây đâu mà thấy đâu. Dạ. Khuya rồi thì nó bắt mình cũng đâu thấy. Dạ đúng rồi. Giờ đó thì nó không còn ai ở đây. Đâu có ai đây đâu. Ví dụ như có ai thấy gì ta nhắc nhở người ta nấu thôi chứ mình cũng đâu có ai ở suốt ngoài này đâu. Dạ. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều nha. Dạ. Bữa nay cũng ngay chăng cái ngày mà mấy anh bên hội khỏe Phù Đổng đi lại chỗ tượng đài ông ở công viên rước đuốc á cô chú anh chị, cũng cái duyên. Bây giờ thì em sẽ vào bên trong ghi hình cô chú anh chị mình xem ha, người ta rước đuốc nha. Đây đây là các bạn ở bên hội khỏe Phù Đổng của tỉnh Kiên Giang. Bây giờ thì mấy bạn sẽ đại diện đi vô hôm nay làm lễ ông, rồi rước đuốc ở tại công viên và ngay tượng đài của ông Nguyễn. Phái đoàn mô tô, câu lạc bộ mô tô đang lấy hương để làm lễ. Yeah.
rước đốt xong. Giờ thì mấy anh sẽ di chuyển về bên chỗ thể thao, trung tâm thể thao. Em thấy cái sợi dây này em chưa có hiểu là như thế nào luôn đó. Khi nó về là em đuổi nó con ỉa vô khách đó. À. Dạ. Vậy là mấy anh bên môi trường. Bên cái xanh. Dạ. Vậy là mình bắt tay vào làm là từ khi nào anh? Dạ. Tầm là chiều nào mà bà con cũng như là anh em cũng lên đây canh để khi nó về cái mình giật. Dạ. Nhưng mà anh thấy nó giảm bớt không? Nó bớt chứ anh. Giật gì đó anh? Dạ. Khoảng 80% hay là xa đằng này em thấy là người ta để diều và để gương phản chiếu nữa là cũng là những phụ kiện để đuổi đi đó anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Dạ em cảm ơn anh nha. Còn giật gì đó hả? Rồi giờ này bắt đầu bà con giật lai rai để đuổi dần dần rồi. Bà hai giờ này vậy là bà hai phải vừa bán vừa giật dây vậy đó hả? Dạ. Ồ bà hai bán cũng nhiều đồ ăn vặt giấc tối ha. Trời ơi vừa ngồi bán vừa giật dây vậy nè. Cho nó bớt kim đấy mà nó bay lại nó giữa cái trời. Dạ mình chịu không nổi hả bà ha. Nó không giữa trơn. Dạ. Nè bán đồ nè bạn. Cứ quay cái này cho bà coi ha. Bà bán đồ ăn nè đó. Trời ơi. Nó quay coi nhỏ bên đó nè. Vậy là vừa bán vừa giật luôn. Như vậy là bà giật từ lúc nào rồi? Cả tuần chứ bà? Mấy ngày nay nó buộc rồi, mà giật tới mấy ngày nay đó. À. Ngày nay đơn vị nó buộc, nó giật tiếp. À. Nếu mà mình không giật thì nó sẽ đậu kính cô này luôn. Dạ. Nó bài được bớt, nó bà giảm bớt nghỉ hết đó, chứ màu nặng nó hiểm dữ lắm. Dạ. Rồi, cũng cảm ơn bà. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Con quay ra cái bài. Bánh bánh nha. Trời ơi, thấy thương không? Vừa ngồi bán phải vừa giật dây vậy nè. Nè mấy cái cây này mà từ màu xanh nó sang màu trắng luôn. Trời ơi tính ra là nó dạ nó bị mà tính nhắn đùa đó. Dạ gì đâu mà nó đậu ghiếc mà sơ sát cái cây vậy luôn hả? Trời ơi. Dạ giật mấy vậy mà nó đỡ hơn. Dạ nó về đây như vậy là bao lâu rồi cô? Cũng lâu rồi. Dạ. Nhưng mà hổm rày giật như vậy là cô thấy nó giảm nhiều không? Giảm nhiều. Giảm nhiều ha. Là cái một lần mà chị bốn dậy ra rửa phải không? Dạ. Rồi em coi là rửa thêm cái lần nữa. Ừ. Giờ mới rửa nữa. Dạ. Sáng nó rửa lần rồi, nó rửa cho mình đặt cái rồi coi ra là nó đau chơi nữa. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Giờ này cái là mấy anh bên môi trường phải đi lại đây trước để giật những cái dây lon như thế này để ngăn chim én về đây đậu cô chú anh chị. Ở xa xa thì em thấy có một số nhà người ta treo những cái gương phản chiếu nè, rồi những con diều hình chim ưng để xua đuổi cái bầy én này nữa. Đây cô chú anh chị mình thấy là cái nhà này người ta treo rất là nhiều những con diều ở phía trước để người ta xua đuổi cái đàn én này. Tại vì nó phóng quế quá nhiều rồi cô chú anh chị ơi. Đây là những con diều nè. Còn có một số nhà thì người ta sẽ treo những cái gương phản chiếu nữa. Đây những cái nhà bên đây thì người ta treo những cái gương phản chiếu nè. Đó.
Giờ này thì bắt đầu đàn én nó bay về từ từ rồi nè cô chú anh chị. Đây giờ này bắt đầu nó bay về từ từ rồi đó. Bên phía mấy anh môi trường thì giờ này cũng bắt đầu đi ra đây để mà rung những cái sợi dây có buộc những cái lon để xua đuổi nó. Được biết là đàn én này thì cũng được chính quyền ở đây bảo vệ cho nên là bây giờ cũng như là tiến thối lưỡng nan luôn rồi. Nè nó bay trên chỗ cụ Nguyễn rất là nhiều nè. Được bà con chia sẻ là bây giờ lúc trước á là 10 phần mà rung mấy cái dây bây giờ thì nó còn chừng 2-3 phần thôi. Nhưng mà mình thấy cũng vẫn còn rất là nhiều luôn. Tại vì đây là công viên á thì giờ này là bắt đầu rất là đông. Những bà con người ta đi về đây người ta đi dạo ở công viên. Thì đàn én này cũng có một số cô chú anh chị chia sẻ là nó gây cái sự cũng như là bức xúc cho bà con. Nhưng mà do được bảo vệ cho nên bây giờ ở đây cũng như tiến thối lưỡng nan rồi. Bây giờ bắt đầu nó về nè. Cô chú anh chị mình có thể nghe tiếng của mấy cái lon nó âm thanh không? Kìa, giờ này bắt đầu nó về nó lạng kìa, trên bầu trời đen hết trơn rồi nè. Mấy ảnh bây giờ là phải giật mấy cái lon này liên tục luôn rồi, cô chú anh chị ơi, quá chừng rồi. Cái này mà cô chú anh chị mình đứng ở ngoài mà nhìn á thì mới thấy được cái mức độ nó đông tới mức độ nào nè. Nó bay kìa. Nhiều trong vậy, nhiều trong. Trời ơi nó đặt ở trên bầu trời hết trơn rồi kìa. Anh Nam hồi đó giờ em thấy luôn ảnh là như vậy không Nam? Chưa thấy bao giờ luôn anh ơi, chưa thấy bao giờ luôn. Không, thông thường là bà con mình nói đúng đó Nam, đặt làm chim đậu là đúng đó Nam. Anh đuổi tả nào nó cũng không đi. Sau lưng mình kìa. Sau lưng mình kìa, nhìn kìa. Trời ơi, cái nào mà con cô bác. Cái này là hàng ngàn con luôn á. Anh thấy làm như cái lon này nó không có tác dụng mình quá rồi. Kìa mấy ảnh giật mà nó cũng chơi chơi rồi cô chú anh chị ơi. Ủa mà nó ở đâu mà nó túa càng ngày càng đông như ta. Nó mua gì đâu mà. Trời ơi, cứ mỗi buổi chiều về là nó túa ra cái tượng ông Nguyễn rất là đông luôn nè cô chú anh chị ơi. Và đặc biệt là nó lạng ở trên chỗ tượng ông Nguyễn rất là nhiều nha. Nè cô chú anh chị ơi, quá sức rồi. Không thể tưởng tượng nổi luôn khi mà cô chú anh chị mình đứng ở bên ngoài mà nhìn á. Khủng khiếp luôn. Cũng có một số bà con cho đây là điềm lành, còn có một số bà con thì người ta nói là mặc dầu biết là đất lành chim đậu nhưng mà khi mà nó về đông quá, nó phóng quế quá nhiều thì cũng gây sự trở ngại cho bà con ở đây cô chú anh chị. Đây nè. Đây là một cái cảnh tượng lần đầu tiên mà em được trông thấy nó như thế này luôn. Giờ này mấy anh bên môi trường là giật dây liên tục. Đây cô chú anh chị mình có thể thấy những cái lon giờ này là mấy anh phải giật liên tục như thế này nè.
Cái này mình không biết bao nhiêu ngàn con mà diễn tả luôn á. Và đặc biệt là nó lạng ở trên chỗ khu vực ở trên tượng của ông Nguyễn rất là nhiều nè. Cô chú anh chị mình đã từng gặp cảnh tượng như thế này bao giờ chưa? Để lại bình luận cho em biết nha. Kìa, nó đáp vô cái cây bên hông tượng ông Nguyễn rất là đông luôn nè. Em bây giờ em đứng ở dưới này em cũng rất là sợ luôn, tại vì một hồi là nó phóng quế đầy đầu luôn đó. Em có nghĩ rằng là hai anh em mình hồi là cái đầu là sẽ chắc tư luôn không? Xiền luôn á, khu vực này mình đứng này một hồi hai anh em mình đầy đầu xiền luôn. Nè, em nhìn dưới sân nè, đó như vậy thì mấy anh em mình làm sao mà không chết được chứ không nữa bà con cô bác người ta dời ba cái đồ bán vô trong hết trơn rồi kìa. Trời ơi, em ra ngoài bây giờ tao đem chạy tuốt trong kìa, thấy không? Chạy hết trơn rồi. Kìa anh Kha, anh Kha. Hồi nào vậy anh thấy cảnh này chưa anh Kha? Anh chưa bao giờ thấy luôn á, chứ hơn nữa là mình dùng cách xua đuổi như vậy mà nó không bay luôn á. Không có xi nhê, làm như nó không sợ á. Không, tại quá đông rồi. Không cách nào mà xua đuổi kẹp đâu. Chàng rất là lạ luôn. Mà sao đặc biệt là chỉ khu vực chỗ tượng ông Nguyễn thôi nha, mấy khu vực khác nó không về. Chú hồi nãy chú nói với anh á, là chú không dám chia sẻ nhiều, nhưng mà chú nói khu vực này khu vực tâm linh. Khu vực tâm linh, nên chắc có chắn là con chim nó có một cái linh tính. Cảm nhận được một cái điều gì đó đắt lành chim đậu nên nó không bay đó. Là như vậy đó nè. Giờ này mấy anh phải giật dây liên tục mấy cái cây luôn á. Trời ơi, cái khu này không biết bao nhiêu ngàn con mà nói. Con chim én này với con yến là nó khác nhau, giống nhau nè. Nó là một. Một sao? Ừ, chim én với chim yến là một đó. Có người thì người ta kêu yến, có người ta kêu én. Tới nữa kìa. Dạ, cái đoàn diễu hành này các bạn hồi nãy em đã quay cho bà con xem lúc mà còn trời sáng ha. Chắc là trời tối rồi. Bây giờ mọi người đã đi đâu để nữa. Trời ơi, giờ nãy trên đầu em cô chú anh chị ơi. Bây giờ là 6 giờ rưỡi. Vào lúc 6 giờ 30 tối thì hàng ngàn 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 con chim bay về thành phố Rạch Giá và nó lạng ở trên tượng của ông Nguyễn Trung Trực ở tại công viên rất là đông. Đây cô chú anh chị mình nhìn nè. Một bầu không khí phải nói là mình không biết dùng cái từ gì để diễn tả cái bầu không khí này luôn. Trời ơi, nhất là cái cây này nè, cây này nó quá chừng luôn rồi. Dạ. Giờ này giờ tối thì mấy cô bác về hành hương ở công viên rất là đông. Chàng anh Kha ơi, nó đậu cứng cây hết trơn anh Kha ơi. Kìa, trắng cây hết trơn luôn nè. Lần đầu tiên mình mới thấy cái cảnh này luôn. Em không biết cô chú anh chị nhìn thấy rõ không nha. Chứ ngoài là em nhìn thấy một cái cảnh tượng là chưa bao giờ em nhìn thấy lần nào luôn. Chim én mà nó bay như là bồ hông vậy á. Rất rất là nhiều. Xa xa đằng kia là nó đậu bít dây điện hết trơn luôn rồi nè. Để em đi qua đây ghi hình của chú anh chị mình xem. Kìa. Bên đó kìa. Của chú anh chị mình nhìn dây điện mà nó đậu đặt hết trơn luôn nè. Sau ngày hôm nay thì em sẽ di chuyển về thành phố Bạc Liêu để ghi hình ngày vía mẹ Quan Âm Nam Hải ở tại thành phố Bạc Liêu gửi tới cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị nhớ đón xem video của em nha. Hồi ôi, cô anh đọc
Rồi em mới có cảm giác nó ị lên đầu em ơi. Đây đây cô chú anh chị mình nhìn nè, từ bảng hiệu cho tới dây điện bây giờ là nó bít hết trơn những con chim én luôn nè cô chú anh chị. Wow. Hồi chiều em được cô chú anh chị ở xung quanh đây chia sẻ là nó về nhiều, nhưng mà em không có tưởng tượng được là nó nhiều tới mức độ này cô chú anh chị ơi. Mình không thể nào mà dùng cái từ ngữ nào mà diễn tả được cái khung cảnh này. Thì mấy anh bên đô thị này sẽ giật như thế này tới 8 giờ tối thì mấy anh sẽ đi về không có giật nữa. Trời ơi nó túa kìa. Mấy ảnh giật cây này là nó lại cây khác nó đậu, mà hầu như là nó không sợ con người luôn cô chú anh chị ơi. Giật cái nó bay đi rồi nó cũng đậu lại nữa hả. Cách đây cũng tầm khoảng 5 năm thì ở Hồng Ngự, Đồng Tháp cũng có một đàn chim én như thế này. Nó về và gây nên một cái nguồn sống rất là xôn xao ở trên cộng đồng mạng. Và ngày hôm nay một đàn chim én cực khủng hàng ngàn 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 con đang về thành phố Rạch Giá. Có nhiều bà con thì cho rằng đây là một cái điềm gì đó, có thể là một điềm lành, và nhất là loại chim én. Không biết như thế nào nhưng mà riêng bản thân em là đây là cái cảnh tượng mà lần đầu tiên trong đời em được thấy. Không biết bao nhiêu ngàn con mà nói luôn. Đây là quảng trường của thành phố Rạch Giá đây cô chú anh chị. Cũng có rất nhiều cây xanh và rất là rộng rãi, trống trải. Nhưng kỳ lạ thay đàn chim én nó không về, lại về ngay khu trung tâm nơi tượng đài của Nguyễn Trung Trực. Điều đó là một điều hết sức là kỳ lạ xảy ra ở đây. Cô chú anh chị mình thấy ha, có rất là nhiều cây luôn. Nhưng mà đàn én nó không về đây và những chỗ khác nó cũng không về. Nó chỉ về ngay khu vực tượng của ông Nguyễn Trung Trực và gần nơi ông Nguyễn ngày xưa bị xử bắn, bị xử chém thôi. Rất là lạ không? Đây, 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 đây. Đó. Em có thấy một cái điều kỳ lạ không? Thời đại là bóng 4.0 rồi, ở những cái công viên, của, đặc biệt là thành phố Rạch Giá như thế này mà phải dùng những cái công cụ thô sơ. Em thấy lạ không? Rất là lạ luôn. Chưa bao giờ anh thấy luôn cái cảnh như thế này luôn á. Nhưng mà bà con không có lắm làm hại nó, chỉ xua đuổi cho nó bớt thôi, không làm ảnh hưởng cuộc sống của bà con phải không? Rồi, bây giờ mình làm giật cái nó cũng bay lên rồi đậu xuống nữa à? Nó đậu xuống nữa, bay lên nó đậu xuống, bay lên đậu xuống. Rồi thì bây giờ anh em mình về đi để... Rồi bây giờ có lẽ là em sẽ kết thúc video clip ở đây. Hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn ở Bạc Liêu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở lễ vía mẹ Quan Âm Nam Hải. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau của em nha. Bye bye.